Rồi, hôm nay học cái bài mới nhá. Thì đúng theo lộ trình ấy, đúng không? Đại cương bị dao động cơ là 1. Vận tốc gia tốc là 2. Con lắc lò xo là 3. Và thứ tư sẽ là con lắc đơn. Rồi, ok. Mình cũng đi được gần nửa chương đấy. Nha, chương dài nhất của chương trình lớp 12. Ok, bài 4. Con lắc đơn. Bài 4 là con lắc đơn. Nếu con lắc lò xo thì nó 2 buổi. Thì có cái này nó chỉ cần 1 buổi là được. Chung quy là bài này cũng khá là ngắn. Chả dài gì cả. Và thứ hai nữa nó cũng dễ. Bài hôm nay thì dễ. Được đánh ra nó cũng mấy dễ. Nhưng mà trên hướng đi hỏi một số học sinh thì thầy nói là bài con lắc đơn em lại thấy khó. Lý do là bởi vì nhiều bạn đi học thêm ở nhiều nơi ấy, thì học vào những cái phần giảm tải quá nhiều. Cái phần này này, đặc biệt phần này này, nếu học không đúng cái vị trí ấy, rất là nặng, thấy chưa? Nhưng mà nếu mình học đúng cái vị trí thì cái bài này là bài nhẹ nhất trong các bài luôn. Và nó sẽ không khó. Nào, đầu tiên là lý thuyết này. Đầu tiên là ta sẽ vẽ minh họa một cái hình con lắc đơn này. Con lắc đơn là gì? Thì các bạn có ví dụ các bạn hình dung cái quả lắc đồng hồ ấy, tích tắc ấy, nó cứ dao động qua lại. Sẽ có một cái sợi dây ấy. Sẽ có một cái sợi dây, được chưa? Nối vào một cái quả nặng. Đấy, nối vào một quả nặng gì đó. Thì sau đó thì người ta sẽ cho cái quả lắc này nó dao động. Đấy, tích tắc kiểu quả lắc đồng hồ ấy các bạn. Cái này hình dung rất là dễ. Đấy, nó sẽ dao động qua lại thôi. Đấy. Kiểu như này. Đó. Thì đó là con lắc đơn. Cấu tạo của nó gồm một sợi dây và một cái quả nặng. Đầu kia thì nó treo vào tường. Đó. Và người ta sẽ kéo ra cho nó dao động hết. Nó chỉ như vậy. Vậy thì có những cái ý gì ở trong cái này thì ta mới nghiên cứu này. Thứ nhất, một nhỏ ly đồ. Ly đồ. Rồi quay trở lại vấn đề này. Các bạn học cái phần dao động điều hòa thì ly đồ có công thức là gì nhỉ? Ly đồ là gì? Là x đúng không? X bằng a cột của omega t cộng phi. Thì cái x này này người ta gọi là ly đồ. Đấy. Ly đồ. Tuy nhiên á, đây là ly đồ của con lắc lò xo hoặc là mấy cái vật dao động bình thường thì ký hiệu ly đồ là x. Ở đây con lắc đơn nó có sự khác biệt như sau này. Cái phần ly đồ thì vẫn gọi là ly đồ thôi, nhưng mà nó sẽ có hai loại ly đồ. Một á là ly đồ góc. Ly đồ góc. Và loại thứ hai sẽ là ly đồ cong. Các bạn cứ ghi ly đồ góc đã, tí nữa ly đồ cong về sau. Nó có hai loại, một là ly đồ góc và hai là ly đồ cong. Nó không đơn thuần là chỉ có một chữ x như ở bên con lắc lò xo. Con lắc lò xo sẽ là chữ x, còn lắc đơn sẽ là hai loại nha. Đây này, các bạn nhìn hai loại này. Thứ nhất, khi nó dao động này, nghe nhá, khi nó dao động thì có hai cái người ta sẽ khảo sát. Thứ nhất là cái góc này này, được chưa? Ta gọi đây là góc alpha. Thì khi nó dao động ấy thì cái alpha này này nó sẽ bị thay đổi như nào? Thay đổi liên tục, được chưa? Đấy, thay đổi liên tục nha. Thì coi như nó là cái ly đồ, người ta gọi đó là ly đồ. Và đây là góc, cho nên người ta gọi đây là ly đồ góc. Nào thôi mấy thằng nào nó chuyên đấy nhỉ.
Đó là lý thuyết. Nghe lại này, trong con lắc đơn có một cái đặc biệt này, nó thay đổi liên tục này, khi nó dao động nhá, được chưa? Thì cái góc này nó thay đổi, và cái góc này người ta gọi là lý độ góc. Đó, lý độ góc. Thì khi mà nó dao động điều hòa ấy, thì cái góc này nó sẽ tuân theo cái công thức như sau: alpha chỉ là bằng alpha 0 nhân cột của omega t cộng với phi, được chưa? Alpha là bằng alpha 0 cốt của omega t cộng phi. Các bạn thấy điểm khác biệt là gì? So sánh với con lắc Lotsoff. Nào, điều ở đây người ta ký hiệu là chữ alpha, được chưa? Đây là chữ alpha 0. Ở đây là x và ở đây là a. Còn cái cột này thì vẫn như nhau, được chưa nào? Cột này vẫn như nhau. Thế về bản chất nó là lý đồ cả thôi. Nó chỉ khác là gì? Về cách ký hiệu, được chưa? Về cách ký hiệu nha. Đó, ví dụ đây là ký hiệu là chữ x, thì thay vì chữ x thì ta sẽ ký hiệu là chữ alpha. Và tên gọi của nó vẫn là lý đồ, được chưa? Nhưng thêm chữ góc vào đây, được chưa? Thêm chữ góc vào đây nha. Rồi, thì alpha này người ta gọi lý đồ góc. Thế còn có trong cái alpha này này, có một cái nữa đó là alpha 0. Được chưa? Alpha 0. Nếu đối chiếu theo bên kia thì cái chữ a này này nó người ta gọi là gì nào? Biến đồ, đúng không? Biến đồ. Thì cái này cũng gọi là biến đồ, được chưa? Cũng gọi là biến đồ. Nhưng mà người ta gọi thêm một cái chữ nữa, đó là biến đồ gì này? Biến đồ góc. Đấy, vẫn là biến đồ thôi, nhưng mà thêm một cái chữ nữa là chữ biến đồ góc. Đó là cái góc to nhất mà trong quá trình dao động nó đạt được. Đó, ví dụ nó dao động lên đến tầng đấy chẳng hạn, sau nó rơi xuống, thì cái góc to nhất đó là cái biến đồ góc nha. Rồi, ok. Rồi, còn một ý nữa này. Con lắc đơn thì nó có một ý nữa như sau này. Đó là điều kiện để nó là dao động điều hòa. Đấy nha. À thôi, chưa cần ghi. Đây, ta sang lý đồ cong đã. Lý đồ cong. Lý đồ cong này. Thì ở đây các bạn để ý nha, một đài lượng là góc đây nè. Thế còn một cái đài lượng nó cũng thay đổi này. Thì các bạn để ý nha, cái vị trí của cây vật này này, đó là cái vị trí của cây vật này. Trong quá trình dao động ấy, thì cái vị trí của vật nó cũng thay đổi theo. Ngoài cái góc này thay đổi ấy, thì cái vị trí của vật dưới này cũng thay đổi theo. Lúc thì nó ở đây, lúc thì nó ở đây, lúc thì nó ở đây, được chưa? Đấy, tóm lại là nó thay đổi liên tục. Thì cái vị trí ở dưới này này, ở phía dưới này, thì người ta gọi là lý độ cong, được chưa? Vị trí nó thay đổi liên tục, nhưng các bạn thấy cái hình này không? Thấy nó cong không? Cong, đúng không? Thì người ta gọi là lý độ cong, được chưa? Đấy. Rồi, lý độ cong. Nhưng mà người ta cũng không phải ký hiệu chữ x đâu, người ta sẽ ký hiệu là chữ s, được chưa? Để phân biệt với cái lý độ bên kia. S sẽ bằng là s không cột của omega t cộng phi. Lý độ cong. Trong đó S0, các bạn có từ suy luận được không? S0 là gì? Biến đồ gì? Biến đồ cong. Cũng là biến đồ, nhưng nó sẽ là biến đồ cong. Rồi, nhớ nhá. Như vậy có hai loại biến đồ, lý đồ. Một là góc và hai là cong, được chưa? Đó, nó khác với cái con lắc lo xó là chỉ có một cái thang x thôi. Thì ở đây nó phân chia thành hai loại, được chưa? Ok. Bây giờ này, quay trở lại vấn đề này. Cái phương trình này người ta gọi là phương trình gì cả bạn? Cái phương trình
cái gì đó nhân cốt thì người ta gọi là cái phương trình gì nhỉ? Học buổi đầu rồi. Đại lượng phụ thuộc vào biến thiên hàm cốt người ta gọi là gì? Dao động gì? Dao động điều hòa, được chưa? Dao động điều hòa. Ở đây ta thấy alpha đang phụ thuộc vào hàm cốt thì lý đồ góc này ta đang nói là lý đồ góc đang dao động điều hòa, được chưa? Đấy, cái này cũng vậy. Thì lý đồ cong này cũng đang dao động điều hòa, được chưa? Lý đồ cong này cũng đang dao động điều hòa. Nhưng còn trong các lắc đớn ấy thì không phải lúc nào nó cũng dao động điều hòa. Không phải lúc nào nó cũng dao động điều hòa. Ở đây nó cần phải có một cái điều kiện gì đó để nó dao động điều hòa. Thì ở đây các bạn ghi này. Điều kiện để nó dao động điều hòa nhá. Điều kiện để dao động điều hòa. Không phải lúc nào nó cũng dao động điều hòa được. Điều kiện để nó dao động điều hòa. Đó là cái góc alpha của các bạn ấy bắt buộc nó phải lớn hơn 10 độ. À bé bằng 10 độ. Được chưa? Bé 10 độ. Người ta quy ước nó chỉ dao động điều hòa khi cái góc này bé 10 độ. Ok. Còn nếu lớn hơn 10 độ nha. Nó sẽ lớn hơn 10 độ này. Thì người ta gọi đây này là dao động tuần hoàn không điều hòa. Chỉ tuần hoàn thôi, tức là có sự lặp lại thôi, không điều hòa. Nếu lớn hơn 10 độ thì là gọi là tuần hoàn không điều hòa, tức là có sự lặp lại. Còn để mà nói điều hòa thì cái góc này phải nhỏ hơn 10 độ. Người ta quy ước như thế. Thế bây giờ ta sẽ giải thích tại sao lại cái góc này nhỏ hơn 10 độ thì nó điều hòa, mà nếu lớn hơn 10 độ thì không gọi là điều hòa. Thì các bạn hình dung như này này. Để mà điều hòa được ấy thì vật nó phải dao động trên một quỹ đạo là đường gì các bạn? Đường thẳng nhá. Được chưa? Để mà dao động điều hòa được thì ở buổi đầu ta học rồi, vật dao động điều hòa ở trên quỹ đạo thẳng có quỹ đạo là L bằng 2a. Đây là điều kiện để dao động điều hòa. Tuy nhiên các bạn thấy này, cái quỹ đạo của nó là quỹ đạo gì đây? Cong đúng không? Quỹ đạo của nó là quỹ đạo cong. Vậy thì quỹ đạo cong thì người ta không gọi là điều hòa mà chỉ gọi là tuần hoàn thôi. Được chưa? Đấy, nó sự lặp đi lặp lại thì gọi là tuần hoàn. Chứ còn để mà điều hòa thì cái này phải thẳng. Mà để mà thẳng ấy thì cái góc này phải gì các bạn? Phải bé, được chưa? Nó phải bé. Các bạn hình dung này, khi mà nó bé, cái góc này nó bé thì cái đoạn này này, đoạn cong này này, nó cũng gần như là gì? Thẳng luôn. Các bạn công nhận không? Khi nó càng ngày càng bé thì cái đoạn cong này này nó cũng gần như là thẳng. Đấy, cho nên khi mà cái góc nó bé thì người ta quy công nhận đó là điều hòa, được chưa? Bởi vì cái quỹ đạo này gần như là thẳng nha, gần như là thẳng, được chưa? Đó, cho nên là điều kiện các bạn nhớ nha, cái góc nó phải bé, bé đến đâu? Bé hơn 10 độ. Người ta quy ước như thế, thì các bạn phải nhớ vào. Nha, sau này thì trắc nghiệm mà người ta hỏi là gì? Alpha lớn 10 độ thì sao? Là tuần hoàn, nhỏ hơn 10 độ là điều hòa, được chưa? Từ từ nha. Có một ý nữa của các bạn. Ở đây này, một ý nữa. Ta thấy này, lý đồ góc ấy, được chưa? Thì cái phá của người ta viết là phi, được chưa? Và cái phá của thằng này vẫn là phi, được chưa? Thì các bạn để ý này, tức là khi mà cái thằng này đấy, đạt đến alpha 0, được chưa? Là cực đại rồi đấy. Thì cái lý đồ dưới này cũng gì? Cũng mắc luôn. Còn hình dung là khí thăng này mắc cực đại luôn thì thử dưới này cũng mắc. Mà khi có lắc đơn mà ở đây, được chưa? Tức là alpha bằng mấy các bạn? Không. Thì S cũng bằng gì? Bằng không. Tức là có sự đồng hành với nhau, đúng không? Thằng này mắc thì thằng này cũng mắc, thằng kia min thì thằng kia cũng min. Tức là hai thằng này có sự gì với phá đây? Người ta gọi là gì với phá? Cùng phá, được chưa? Thằng này phí thì thằng này cũng phí. Thì các bạn có thể ghi thêm một ý nữa này. Đó là lý đồ cong và lý đồ góc cùng pha, dao động cùng pha. Lý đồ cong và lý đồ góc nó sẽ dao động cùng pha. Và khi dao động cùng pha thì các bạn có thể ghi thêm một cái ý là công thức cùng pha. Nào, công thức cùng phá nha.
Các bạn có nhớ cái cung phá thì có công thức gì nhỉ? Ví dụ 2 này lớn C với D thì cung phá thì có công thức gì? C chia gì? C lớn nó bằng gì? D chia D lớn, đúng rồi, đó là cung phá. Còn nếu mà ngược phá thì có thêm cái gì? Dấu trừ nữa nha. Rồi. Thì ở đây alpha này chia cái gì? Chia cái gì ở đây nhỉ? Cái to nhất của alpha là gì? Alpha 0. Trên gì? À trên gì? À trên này 0. Thì hai thằng cung phá. Rồi. Trong đó ta nhớ thêm một công thức nữa. Trong đó cái S của chúng ta nhá. S của chúng ta nó có công thức liên quan đến alpha, đó là lấy alpha nhân với L. Và S0 ấy thì nó bằng alpha 0 nhân L. Trong đó L ấy ta ghi là chiều dài của lắc đơn. Chiều dài của lắc đơn. Ok, xong. Các bạn nhớ công thức cung phá này. Ngoài ra thì nhớ thêm cái công thức là liên quan đến S với alpha, thì các bạn nhớ là S bằng alpha nhân L nhé. Tí nữa ta áp dụng sau. Rồi, ý số 2 là chu kỳ tần số. Chu kỳ tần số. Chu kỳ tần số thì các bạn nhớ này. Đầu tiên là nhớ 3 đại lượng omega bằng, t bằng, và f bằng. Nhớ 3 đại lượng này. Giống như con lắc lò xo ấy, thì omega bằng gì các bạn? Con lắc lò xo. K chia m. Thì cái thằng này cũng có một cái công thức, nó cũng na ná như thế. Đó là căn của g chia l. Được chưa? G chia l. Trong đó l sẽ là chiều dài của lò xo. Có việc ở bên này nè. Đấy. G là gì? G bằng 10 nhá. G cái ai hôm trước ta còn nói đấy, mét trên dây binh này. L thì chiều dài nhá. Chiều dài và đơn vị của nó là mét. Rồi. Thì tương tự như thế, cái T của chúng ta sẽ bằng gì? T thì bằng 2 pi chia gì? Omega. Thì các bạn có thể tự suy luận ra nào. 2pi nhân căn của gì? 2pi chia omega. Mà omega thì bằng căn g chia l. Thì các bạn chia nghịch đảo lại nào. L chia g. Nó sẽ là l chia g. Còn f nào? F thì nghịch đảo của gì? Chữ t đúng không? Là thành 1 trên 2pi nhân căn của g trên l. Đó. G trên L. Đi thi các bạn hãy bị lẫn lộn L trên G hay là G trên L đấy. Thì các bạn nhớ là G nằm trên nhá. Đấy chưa? G nó phải nằm trên. L thì nó phải nằm dưới. Nha. G trên L dưới. Đấy. G đấy. Chu kỳ tần số sao? Thế đó là một cái ý nó cũng ná ná như con lắc lò xo thôi, học thì cũng ná ná. Ý số 3, các bạn cần nhớ tiếp. Đó là vận tốc. Trong con lắc đơn thì một số thầy cô ở trên lớp hoặc là đi học thêm chỗ khác thì có thể dạy phần gia tốc thêm. Tuy nhiên cái phần gia tốc thì gần như là chả bao giờ thi cả. Đó là thuộc phần giảm tải. Chúng ta sẽ chỉ học về vận tốc thôi. Gia tốc của con lắc đơn nó hơi khác đấy. Thì cái này tốt nhất là cũng chả cần làm. Nào, ở đây vận tốc này. Vận tốc ấy, thì theo định nghĩa của vận tốc ấy, thì nó bằng đào hàm của gì này? Có nhớ buổi vận tốc gia tốc không? Nó là đào hàm của gì? Đào hàm của lý đồ đúng không? Xong các bạn đi đào hàm ra đúng không? Đấy. Thì cái này cũng vậy thôi. Đào hàm của lý đồ.
Thì ở đây trong con lắc đơn thì có hai loại lý đồ. Một là lý đồ cong, hai là lý đồ góc. Thì nó đào hàm của cái gì các bạn biết không? Lý đồ gì? Đồ các bạn biết đấy, đoán đi. Hả? Góc hay cong? Cong, được chưa? Cong, cái cong ấy chính là cái S này. Nó cũng tương đương với cái X với là A ở trong con lắc lò xo, được chưa? Vì đấy ở dưới này là cái quỹ đạo thẳng á. Quỹ đạo ở dưới này ta mới khảo sát. Đó. Nó là đạo hàm của lý đồ cong. Mà lý đồ cong thì các bạn biết rồi, S bằng S0 cột của omega t cộng phi. Hôm trước có bay cho các bạn cái đạo hàm nhánh này. Đạo hàm nhánh kiểu gì nhỉ? Omega chui ra ngoài này. Đúng không? Nhân cột của gì? Omega t cộng phi, rồi gì nữa? Cộng phi trên 2. Ở cái buổi vận tốc gia tốc ấy các bạn nhớ không? Có bay cho các bạn này, omega chui ra, còn bên trong thì cộng phi trên 2. Đó là đạo hàm nhanh. Chứ mà bây giờ đi đạo hàm thì kiểu gì nó cũng phải ra sin đúng không? Bắt thời gian đó. Thì các bạn có thể nhận ra này, cái vận tốc và gia tốc ấy. Đấy. Vận tốc, xin lỗi, vận tốc và lý đồ ấy là có quan hệ gì với phá nào? Cái gì nhỉ? ST cái gì? Có chứ, nào này cũng có, luôn luôn phải có, được chưa? Cái công thức omega phải luôn luôn phải có T chứ. Thì omega là gọi là đào trong liên hoa. Mặc định là omega t cộng phi. Rồi. Bây giờ thôi này, quay trở lại vấn đề này. V với S là quan hệ gì? Gì quan hệ gì đây? Vuông pha đúng không? Thì ta có thể có công thức vuông pha ở đây. V với S vuông pha với nhau. Thì ta sẽ có công thức giữa V với S vuông pha. Đó là V bình này. Quán A ghi bằng ngoài nhạc đã nha. V bình chia V mắc bình cộng với S bình đúng không? Chia S mắc bình nó bằng 1. Đúng không? Đây là công thức vuông pha giữa V với S. Thì nó như thế. Tuy nhiên ấy, thực tế người ta sử dụng ấy thì người ta không sử dụng cái công thức này. Công thức này đúng nha, không sai nha. Nhưng người ta không sử dụng công thức này lý do này. Thường ấy, cái S ấy, cái lý đồ cong ấy, người ta ít khi sử dụng. Mà người ta sử dụng cái góc alpha là chính. Bởi vì bạn nào hôm sau ấy đi học trên lớp ấy mà làm thí nghiệm với con lắc đớn ấy. Thấy chưa? Chả biết các bạn có được điều kiện để đi làm thực hành thí nghiệm này không. Nhưng mà khi các bạn đo với chu kỳ con lắc đớn ấy thì người ta sẽ đo ở đó là đo trên cái góc này này. Thấy chưa? Đó là đo trên cái góc này. Đo trên góc thì người ta mới dễ đo. Vì có cái thước gì này? Thước đo đồ. Cho con đo ở dưới này thì nó rất là nhỏ. Đo cái cm ở dưới này rất là khó nhìn. Đấy, khi các bạn làm thí nghiệm ấy, lấy cái thước đo cm nó cứ dao động liên tục như thế rất là khó nhìn. Thì người ta lắp một cái thước đo đồ ở trên này này, người ta đo thì nó quay đến đâu thì ta đọc đó, đọc cái đồ ở trên cái thước ấy thì dễ làm hơn. Cho nên ấy, cái góc alpha này là người ta hay sử dụng. Cho nên V với S vuông pha thì cũng đúng. Nhưng người ta không dùng công thức này mà người ta sẽ dùng công thức giữa V với alpha cơ. À, cái alpha người ta mới hay dùng. Cho con S người ta bỏ vào cho nó cuối thôi. Ở đây các bạn lưu ý này. V với alpha có quan hệ gì pha? Đố các bạn biết. Và tại sao? Cùng pha, vuông pha hay ngược pha? Bây giờ quay trở lại vấn đề này. Lý đồ cong tức là S đấy, lý đồ góc là alpha, hai tham anh như nào? Cùng pha, đúng không? V thì là vuông pha với S thì V về alpha nha. V vuông pha S thì V về alpha là cũng vuông luôn đúng không? Công nhận không? Vì hai thằng này nó cùng pha mà. V về alpha, S về alpha là cùng pha. V vuông với S thì V cũng vuông với alpha, cho nên các bạn có thể sử dụng cái công thức này nha. Rồi. Ok. Vậy thì ta có thể sử dụng này. Đó là V chia cho V mắc bình. Ta gọi là hay gọi V0 ấy, trong con lắc đớn như là gọi là V0.
S bình ở đâu, alpha bình chia alpha không bình thì bằng số 1. Đây là công thức để tính vuông phá giữa cái này. Thông thường dựa vào cái công thức này này thì người ta từ đấy người ta sẽ suy ra cho em một cái công thức tỉ V. Bây giờ bằng gì đó ta mới bắt đầu chứng minh này. Thông thường đề bài nha, cái alpha này người ta sẽ cho và cái này người ta cũng đo được, thấy chưa? Alpha không người ta cũng đo được bằng thước thôi, mắt người ta nhìn thấy bằng bao nhiêu thì người ta ghi vào. Thế còn cái V không này người ta có đo được không? Thì cái này các bạn phải tính, thấy chưa? Cái V không này này đó là V mắc. Thì V mắc tính kiểu gì thì các bạn xem nha. Trong đó này ta ghi tiếp, trong đó cái V không chỉ là V mắc ấy. V0 là V mắc. Thì các bạn thấy này, V0 tính bằng công thức gì? Đây các bạn nhìn nha, nó bằng gì đây? Cái cùm ở đứng trước hàm cột, đó là cái mắc của nó. Các bạn công nhận không? Bất kỳ đại lượng gì thì đứng trước hàm cột đều là V mắc. X bằng A cột omega T cộng phi. Cái A này là chính là cái mắc của X này. Thấy không? A này chính là cái mắc của X này. Thì cái này chỉ là cái mắc của V đấy, được chưa? Nó là omega nhân S0. Omega nhân S0. Nhưng mà ấy, cái S0 này này, người ta như đã nói về các bạn thôi, nó rất ít khi sử dụng, được chưa? Nên các bạn sẽ phải quy về cái alpha, được chưa? Cái S0 gần như người ta không bao giờ sử dụng. Thì các bạn hãy quan sát một tí để chứng minh này. Omega thì bằng gì đây? Căn của G chia L thì các bạn ghép vào đây. Căn G này chia L này. Còn S0 thì nó bằng gì nào? S0 thì nó bằng gì các bạn? S0 đây. Ừ, đây, S0 này. Quan hệ giữa S0 và alpha thì nó là cái này. Chính là alpha 0 nhân với L. Thấy chưa? Vậy thì từ đấy em mới suy ra là cái V0 nó chính là bằng căn L. Mà rút con với L nó ra cái gì nhỉ? Căn L này. Đây là căn L, cái này phải rút con, cái này ra cái gì? Căn L thôi đúng không? Đấy, L phải căn L rút con thôi, căn L thôi. Như vậy thì kết quả là căn alpha 0 nhân căn của GL ta phải còn như này. Đây là công thức em cần nhớ. Sau khi rút con đi em được kết quả thế. Và đây chính là cái công thức mà các bạn cần nhớ cho đến lúc đi thi này, đại học. Được chưa? V0. Đấy, thực ra cái này ta không cần nhớ gì nhá. Thực ra các bạn chả cần phải nhớ cái này nữa. Mà các bạn nhớ cái này. Được chưa? Cái này là cái quan trọng. Rồi, ok. Và từ cái này em mới suy ra cái công thức tính V tiếp. Hay bao này. Cái này ta làm nhạc một tí. Sau đó ta nhớ công thức thôi. Nhìn nha. Thấy cái V0 là bằng alpha 0 nhân căn GL vào đây. V bình này, tên gì đây? Nào thay vào đây nào, thì nó là cái gì nào? Alpha 0 bình nhân gì nào? Bình lên nữa là thành GL cộng với alpha bình trên alpha 0 bình bằng số 1. Vậy làm thế nào để em tìm V? Thì đơn giản thôi. Em nhân 2 về với cái gì để mất cái mẫu này nhỉ? Nhân 2 về với alpha 0 bình GL luôn. Được chưa? Nhân 2 về và an không bình GL thì ở đây ta có là alpha bình này. Bên này mà nhân an không bình, không bình GL thì nó ra cái gì? Còn lại là gì nữa? GL nữa thôi. Bởi vì an là không với alpha không triệt tiêu đó. Bên này là alpha không bình nhân GL. Thì các bạn hãy chuyển về này bên này sang này. Thì các bạn sẽ có trúng cái thằng GL nhá. Ở trong ngoặc sẽ là alpha không bình trừ đi alpha bình. Đấy, vậy V sẽ bằng là cộng trừ căn của GL nhân alpha không bình trừ alpha bình. Thì đây chỉ là cái chứng minh công thức. Được chưa? Đó, chứng minh công thức. Từ công thức này, từ số 1 này và từ số 2 này. Từ 1 và 2. Thì em có thể suy ra V bằng cộng trừ căn của GL nhân alpha không bình trừ alpha bình.
Đây là hai công thức mà bắt buộc bạn phải nhớ về con lạc đơn. Công thức cực kỳ quan trọng. Tổng cộng chúng ta đã có 3 công thức quan trọng này. Một là omega bằng căn GL. Hai là hai công thức này. Đây là 3 công thức quan trọng nhất của phần con lạc đơn. Thực ra trong con lạc đơn thì công thức buông pha này khá là ít dùng, mà các bạn dùng cái này là chủ yếu. Thấy chưa? Công thức này và công thức này dùng là chủ yếu. Và đây chính là phần quan trọng nhất, bao gồm cái phần omega nữa. Rồi cuối cùng này, mục số 4 là năng lượng. Hết rồi, xong phần này là hiện luôn các con lạc đơn. Năng lượng thì bao gồm 3 đại lượng, đúng chưa? Thứ nhất là gì nào? Thể năng. Thứ hai là đồng năng. Và thứ ba là gì? Cơ năng. Cũng giống như con lắc lò xo, nó cũng có 3 thằng này. Thì bây giờ các bạn nhớ công thức của nó nha. Nếu cái thể năng của con lắc lò xo là 1/2 kx bình phương. Rồi, cái bình phương thì cái thằng này cũng hơi hơi gần gần giống thôi, tức là cũng có 1/2. 1/2 MGL alpha bình. Công thức của nó sẽ là 1/2 MGL alpha bình. Để mà nhớ cái nào đó thì các bạn đọc bằng mồm nhiều lần vào. 1/2 MGL alpha bình. Đấy. Bây giờ hãy chửi nhau tơ mơ lơ đấy đúng không? Thì cái này là MGL. Đấy. Nó đọc rất là thuần mồm nha. 1/2 MGL alpha bình. Rồi rất là dễ nhớ thôi. Và tất nhiên cái tính chất tương tự của nó cũng giống như là con lắc lò xo thôi. Tức là nó sẽ mắc là tại đâu nhỉ? Mắc là tại đâu nhỉ? Thì nó mắc là tại đâu nhỉ? Mắc là tại gì? Nó bằng bao nhiêu và tại gì? Khi cái alpha này bằng mấy thì nó mắc? Alpha không đúng không? Tư duy nhanh lên, hôm trước ta học rồi. Khi nào? Tại gì? Tại biến. Có phải khi alpha bằng alpha không không? Mà alpha không chính là biến chứ còn gì nữa. Các bạn quên thì cái ba con lắc lò xo này à? Thể năng mắc tại biến, cái này vẫn giữ quy luật cũ không có kháng chi cả. Và nó bằng không là tại gì? Là tại vị trí cân bằng. Cái này không có thay đổi gì cả nhá. Tức là vẫn giống như bên kia, không có gì đâu nhá. Thể năng thì công thức gốc của nó sẽ là 1/2 mg 1/2 mv bình. Tuy nhiên công thức này cũng giống như con lắc lò xo, nó không được hay sử dụng. Đồng năng. Cái công thức này này, giống con lắc lò xo nha, cũng có 1/2 mv bình ở đây. Nhưng công thức này ít khi sử dụng, mà các bạn dùng một công thức khác. Sau khi ta ghi xong cái cơ năng đã thì các bạn sẽ là quay lại bổ sung. Cơ năng thì bằng tổng đồng năng cộng với gì? Thể năng. Và nó là một hằng số. Nó là một hằng số. Và nếu trong buổi con lò xo các bạn còn nhớ không? Cơ năng tính là bằng đồng năng gì? Và bằng thể năng gì? Nào, ô lại tí nào. Trong con lò xo thì cơ năng bằng đồng năng gì? Mắc, đúng không? Hoặc là bằng gì? Thể năng mắc. Được chưa? Các bạn có thể lựa chọn cái nào cũng được. Ở đây cơ năng là bằng thể năng mắc đi. Thì thể năng mắc ở đây này, nó là gì đây? 1/2 MGL alpha không bình. Đấy, thì cái này chi tiết này ở trong con lắc lò xo không có. Nhớ là nó là hằng số nha, không thay đổi được. Rồi, vậy quay trở lại cái đồng năng này. Cái công thức này hiếm khi dùng này, gần như cả bạn sẽ chả bao giờ gặp cái công thức này luôn.
mà ta hay dùng cái này, cái gì giống như cái giống như con lắc lo xó thì nó có công thức là 1/2 k của gì, a bình trừ x bình, các bạn có nhớ công thức nào con lắc lo xó ấy. Thì cái này tương tự, nào đoán xem lấy cái gì, ta sẽ lấy cái gì trừ cái gì, à, lấy cái cơ năng mà trừ đi thế năng, đúng không? Đây là cơ năng, đồng năng là bằng cơ năng trừ thế năng, lấy cái này này trừ đi cái này này là được, lấy cơ năng trừ thế năng là đồng năng, thấy chưa? Tức là lấy cái này mà trừ cái này, tức là có cái gì chúng ở đây, 1/2 mgl chúng này, ở bên trong sẽ là gì, alpha bình, không bình trừ alpha bình. Đây là cái công thức mà hay dùng các bạn này, công thức hay dùng này, công thức hay dùng này. Đấy, thì các bạn lưu ý như thế. Từ đây các bạn có thể suy ra này, đồng năng mắc là tại gì? Đồng năng mắc vị trí cân bằng, được chưa? Thế năng mắc là tại biến, thì đồng năng mắc ngược lại là vị trí cân bằng. Thế năng mắc, đồng năng mắc không tại tại gì? Tại biến, được chưa? Thế cái này nó ngược lại so với trên này, các bạn có thể ghi đi hoặc không thì tùy, tức là cái này chỉ cần ngược lại là được, được chưa? Đấy, mà nó giống với con lắc lo xó mà, chả khác gì cả. Ok, rồi đây là tên, đây là toàn bộ cái lý thuyết về con lắc đơn. Thì có mấy cái nội dung chính đấy. Thứ nhất là cái gì, ta tóm lại lại tí nào, các bạn nhớ lại này, nội dung thì khá là nhiều nhưng chung quý lại thì các bạn nhớ một vài cái thôi. Thứ nhất, có những công thức liệt kê được hay sử dụng nha, ta sẽ liệt kê một vài công thức được hay sử dụng. Thứ nhất này, cái công thức hay dùng ấy, đó là omega bằng cắn của g trên l, câu thứ này hay sử dụng nhất. Câu thứ số 2 là cái chu kỳ ấy là bằng 2 pi nhân căn của l trên r, câu thứ này sử dụng nhiều nhất, thậm chí còn nhiều hơn cả cái omega bằng căn g trên l. Nhắc này có lắc đơn thì xoay quanh cái chu kỳ thôi, đây là công thức dùng nhiều nhất trong con lắc đơn. Thậm chí sau này các bạn học với con lắc đơn trong điện trường nó cũng dùng rất là nhiều. Công thức số 3 là liên quan đến vận tốc. Vận tốc mắc, vận tốc mắc ta kỷ hiệu là V0, nó bằng gì? Alpha 0 nhân gì các bạn có nhớ không? Để mà nhớ được thì tốt nhất là các bạn phải nên đọc một lần. Nào, nhân căn gì? Căn gì ở đây? À, V0 bằng phải nhìn lại chứ. Căn GL, hãy đọc ít nhất một lần. V0 bằng alpha 0 nhân căn GL. Bí quyết để học công thức thuộc này, đọc nhiều vào. Chả có cái cách gì đọc, đọc thuần mồm mà. Đấy, có ông biết beatbox không? Một cái đoạn beat dài ấy, cả mấy phút. Tại sao là người ta lại làm được? Đơn giản là người ta đọc bằng mồm thì nó thuộc vào đầu ấy. Hay là học một cái bài hát chẳng hạn, dài ngoan ngoan thì tại sao các bạn thuộc? Đơn giản là vì các bạn đọc ra, được chưa? Là nó thuộc. Đây này, đọc lại lần nữa. Alpha 0 căn GL, chưa? Đọc nhanh, alpha 0 nhân căn GL. Rồi, một công thức nữa để tính vận tốc. Đây chỉ là vận tốc ở vị trí bất kỳ, còn đây là vận tốc thì cực đại. Đây là vận tốc ở vị trí bất kỳ này. Gì nào? Căn GL, các bạn để ý nhé, khi nào nó cũng có căn GL, nhân bên trong là alpha 0 bình trừ alpha bình. Nếu các bạn so sánh với sự tương đồng giữa con lắc lo xó thì các bạn sẽ thấy này, cái công thức của nó là gì nào? So sánh với sự tương đồng, nếu mà phía mắc nhá, con lắc được con lắc lo xó ấy, omega nhân gì? À đấy, đây là căn GL nhân alpha 0. Thì cái này cũng thế, kiểu có sự tương đồng với nhau. Ở đây sẽ là omega căn của A bình trừ X bình, cũng có na ná một tí, tức là cũng có omega. Đấy thì cũng có căn GL.
đây là a bình trừ x bình, thì đây là alpha 0 trừ alpha bình. Đấy, cũng na ná nhau. Rồi, và một, đây là bốn cái công thức dùng nhiều nhất này. Thứ năm là ba cái công thức này. 5 6 7 là liên quan đến thế năng. Đấy, thế năng. Trong đó thế năng được dùng khá nhiều, 1/2 MGL alpha bình. Đồng năng thì ít khi dùng. Nhưng mà đồng năng cũng phải biết. Đồng năng thì bằng 1/2 MGL alpha không bình trừ alpha bình. Cỡ năng thì nó bằng 1/2 của MGL alpha không bình. Đây là trên đây là 7 cái công thức trong con lắc đơn mà được sử dụng nhiều nhất. Tất nhiên có thể nhớ thêm cái S bằng alpha nhân L. Đấy, S bằng alpha nhân L nhưng công thức nó cũng ít dùng. Thì thôi. Rồi chúng ta sẽ vào vấn bài nào. Bài tập. Rồi, cầm đề này. Bắt đầu. Nếu các bạn đọc câu 1 nào. Con lắc đơn dao động biến độ góc là bằng 30 độ thì nó là dao động gì? Tuần hoàn, chính xác. Cái này trong cuốn có ghi rồi. Nếu lớn hơn 10 độ thì là tuần hoàn, bé hơn 10 độ thì sẽ là điều hòa. Đó là 1D, rất là đơn giản. Thứ hai, chu kỳ của nó thì không phụ thuộc vào gì? Đúng rồi, không phụ thuộc khối lượng của quả năng. Các bạn nhìn công thức này. Chu kỳ của nó là phụ thuộc vào L và G. Thì nó phụ thuộc vào ba yếu tố. Thứ nhất là L và G. Đấy. Và thứ hai nữa là cái vị trí điều lý. Tại sao là vị trí điều lý các bạn biết không? Vị trí điều lý nó ảnh hưởng lên cái gì các bạn? G đấy. Cái G là gia tốc của trái đất. Các bạn mà lên mặt trăng là cái G này nó khác. Lên sao Mộc là cái G này nó khác. Mà ở mặt đất trái đất là G này nó khác. Cho nên nó phụ thuộc vào cái vị trí. Các bạn ở trên núi ý, cái G này nó nhỏ hơn. Được chưa? Đấy, các bạn sẽ thấy cái chu kỳ nó thời gian nó ngắn hơn so với dưới mặt đất. Đó. Cho nên không phụ thuộc vào khối lượng nha. Không phụ thuộc khối lượng. Đó. Hay ha. Nào các bạn đọc tiếp cái câu hỏi số 3 đi. Tất cả nhìn vào câu hỏi số 3 nào. Con lắc đơn chiều dài L chu kỳ là T. Nếu tăng khối lượng 8 lần thì chu kỳ như nào? Đúng, không thay đổi. Con lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng. Vậy thì các bạn có tăng khối lượng lên 1.000 lần ấy, thì cái chu kỳ của nó vẫn gì? Vẫn giữ nguyên. Thấy chưa? Ông khối lượng này tăng lên 1 tỷ lần thì nó không thế. Thấy chưa? Cái chu kỳ nó vẫn như thế. Nó chả thay đổi. Nha. Tức là 3 sẽ là đáp án D nếu tăng khối lượng lên. Tất cả theo dõi cái câu hỏi số 4. Nếu chiều dài tăng 4 lần, tăng khối lượng 2 lần thì chu kỳ như nào? Chu kỳ thì bằng 2 pi nhân căn L chia G. Khối lượng tăng 2 lần thì sao nhỉ? Khối lượng tăng 2 lần thì không có gì thay đổi cả. Được chưa? Ở đây thay đổi là thay đổi cái chiều dài đấy. Chiều dài của chúng ta thì tăng 4 lần. Chiều dài tăng 4 lần thì tỷ số này tăng 4 này. Mà cắn nữa thì cái tế này nó tăng gì? Tăng 2 thôi. Được chưa? Do là có cắn mà. Tế nó tăng cắn 4 là sẽ là tăng 2. Khối lượng thì tăng mấy cũng được. Câu 5 thì các bạn áp dụng vào vở và tự tính ra cái chiều dài. Câu 5 áp dụng vào vở, tính ra chiều dài. Con nào là thuộc cái công thức cơ mà. Đúng đúng tính chất nhá. Áp dụng công thức là ra. Ok.
thay số vào và từ tính ra L. Được chưa hay? T là bằng 2pi nhân căn của L chia G. Thì các bạn thay số vào này. 1,5 bằng 2pi nhân căn của L chia G là 9,8. Thi thoảng G bằng 10 nhưng mà thi thoảng họ cho 9,8. Thì các bạn đơn giản tính L thì các bạn bình phương hai vế là được đúng không? 1,5 bình phương nó bằng 4pi bình bằng L chia cho G 9,8. Và thì có thể tính L bằng cách là lấy cái số này nhân với 9,8 và chia cho 4pi bình, bấm máy tính là xong đúng không? Đấy. 56 à? Ok, tức là 0,56 đúng không? Tính cái chỗ này là 0,56 này. Nhưng mà đơn vị của nó chú ý là mét nhá. Và nếu em đổi sang cm thì sẽ là nhân 100 lên. Đó là cái cách mình tính. Rồi làm bài đi, câu hỏi tiếp theo 6. Câu 6. Chu kỳ lúc đầu thì là 2 giây. Nếu như người ta tăng khối lượng lên 4 lần, tất nhiên các bạn có thể bỏ qua cái dữ kiện là gì? Tăng khối lượng được. Vì tăng khối lượng thì cũng chả thay đổi gì cả đúng không? Giảm chiều dài lên 9 lần này. Chu kỳ thì nó bằng 2pi nhân căn L chưa? Mà bây giờ dữ kiện đề bài ấy, thì nó giảm chiều dài 9 lần. L mà giảm 9 lần thì cái tế của chúng ta phải giảm mấy lần? À giảm căn 9 tức là 3, thấy chưa? Nó cũng giảm theo. Nó giảm căn 9 tức là giảm 3. Vậy lúc này cái chu kỳ ta gọi là chu kỳ mới đi. Thấy chưa? T phẩy đi nó sẽ bằng mấy nào? 2/3 đúng rồi. Do là chu kỳ lúc sau nó giảm 3 lần mà chu kỳ lúc đầu thì là 2, thấy chưa? Vậy chu kỳ lúc sau sẽ là 2/3, giảm 3 lần mà. Giây. Vậy tần số của nó lúc này bằng bao nhiêu? Tần số thì nghịch ngược lại của chu kỳ thôi đúng không? Tức là mấy? 3/2 đơn vị là hét, được chưa? Rồi, nhớ mục đích là chúng ta phải thuộc cái công thức là T bằng 2pi nhân căn L chia G nhá. Tiếp theo câu hỏi số 7 đi. Các bạn làm thử xem đáp án là gì. Đầu tiên là mình chưa quen thì mình có thể tập tóm tắt lại cái D để nắm cái dữ kiện đề bài. Đầu tiên là có hai con lắc đơn chiều dài hơn kém nhau 36. Ở đây là chưa biết ai lớn hơn ai mới nhá. Trong một khoảng thời gian delta t thì con lắc 1 thực hiện 5 giao động toàn phần,
Con lắc 1 thực hiện 5 dao động toàn phân, tức là 5 gì các bạn? 5 T đúng không? 5 T1. 5 lần dao động toàn phân, tức là 5 lần T1. Con lắc 2 thực hiện được 8 dao động toàn phân, tức là gì? Tức là 8 T2. Và hai thằng này thực hiện cùng một khoảng thời gian delta T, tức là gì? Hai thằng này cùng thực hiện trong một khoảng thời gian, tức là bằng nhau đúng không? Bằng nhau, tức là chúng cùng thực hiện một khoảng thời gian như thế. Tìm chiều dài, được chưa? Đấy, ở đây là có hai con lắc lớn là L1 và L2 đi. Ở đây là hai thằng này hơn kém nhau 36, tức là trừ nhau ấy, đúng không? Ở đây là hai thằng hơn kém nhau 36, tức là hai thằng trừ nhau 36. Phải đóng đi đối nhá, vì chưa biết hai thằng nào lớn hơn thằng nào cả. Và bây giờ câu hỏi là tìm L1 với L2, rất là dễ. Cái này là hình ảnh hay phương trình của bọn lớp 7 nhỉ? Lớp 9 ấy. Việc công thức ra. À, T1 chỉ là 2 pi nhân căn của L1 trên G. T2 chỉ là 2 pi nhân căn của L2 trên G. Thì các bạn có thể khử 2 pi với G đi. Thì các bạn sẽ được 5 lần căn T1 L1 nó bằng 8 lần căn L2. Sau này bình phương 2 về lên. Bình phương 2 để lên được 25 lần L1 nó bằng là 64 lần L2. Bây giờ dựa vào cái phương trình đầu tiên thì em có hệ phương trình là gì? 25L1 trừ đi 64L2 nó bằng 0. Một hệ phương trình nữa là L1 trừ L2 nó bằng 0, là bằng 36. Bây giờ em giải hệ phương trình này. Giải được cái hệ phương trình của con nít nào? Phá thì đối không? Hay là bình phương? Nào bây giờ hỏi các bạn giải cái hệ này kiểu gì? Tức là mình phá thì đối hay là bình phương? Bình phương là hơi bị dài đấy. Phá thì đối rất là dễ này. Phá bình phương làm dài lắm. Bây giờ các bạn nhìn này, 25 lần L1 bằng 64 lần L2, đúng không? Tức là nhìn vào cái số này thì các bạn đoán được cái số nào lớn hơn. L1 đúng rồi, chính xác. L1 phải lớn hơn. Vì L1 nhân với cái số bé. Bên này L2 nhân với số lớn. Thì bên này L1 nó phải nhỏ hơn, à lớn hơn. Thì mới bù đắp được phía bên này chứ đúng không? Có hiểu không nhỉ? Thằng này phải lớn. Thằng này phải nhỏ. Đấy. Được chưa? Hoặc là các bạn có thể, nếu mà bạn không hiểu ấy, thì bạn có thể lấy L1 trên L2. Nó sẽ bằng 64 trên 25. Thì các bạn thấy này, cái L1 đến L2 bằng 64 đến 25. 64 thì lớn hơn 25, vậy thì L1 nó phải lớn hơn gì? L2 đó, đúng không? Đấy. Rồi, vậy thì ta được đấy là 25 L1 trừ 64 L2 bằng 0, và L1 trừ L2 bằng 36. Vậy em bấm máy hệ phương trình cả là em ra L1 với L2. Đấy thì được bao nhiêu thì các bạn có thể ghi vào 59,08 và 23,08 đúng không? 59,08 và 23,08. Đơn vị ở đây là cm. Rồi, giải là bắt đầu từ đấy nhá. Còn bên kia là đề bài đấy. Tóm tắt đề bài, con bước dài ở dưới.
cũng khá đơn giản đúng không? Tiếp tục câu 8 nào. Câu 8. Câu 8 đã một lần hướng dẫn cho các bạn ở phần con lo xó rồi. Các bạn có nhớ cái bài trang bài là mơ mơ 3 bằng mơ 1 cộng với 2 mơ 2 không? Người ta cho T1 là bằng 2, T2 là bằng 4. Ví dụ thế, và yêu cầu tính T3. Cái bài này đã hướng dẫn ở trong bài con lắc lò xo. Tức là cho hai con lắc lò xo. Con lắc lò xo của chu kỳ T1, T2 và T3. Được chưa? T3 thì có khối lượng là M1 cộng 2, M2 tính T3. Thì các bạn nhớ cách làm của loại bài này không? Đó là mỗi bữa có bài cho các bạn cái dùng phương pháp tỷ lệ đấy. T thì bằng 2 pi nhân căn của gì? M trên K, đúng không? Tức là T nó tỷ lệ thuần với cái gì này? Bài này dùng theo phương pháp tỷ lệ đấy. Tỷ lệ với gì? M á, tỷ lệ với M á, tỷ lệ với căn M chứ. Được chưa? Tỷ lệ với căn M nha. Tỷ lệ thuần với căn M. Tức là em bình phương lên ấy. Thì em sẽ bình phương lên này. Tỷ lệ với M này. Tức là cái khối lượng của chúng ta là tỷ lệ thuần với gì? T bình. Vậy thì em thay vào đây này. Chỗ nào mà có mơ thì em thay thành gì? T bình, đúng không? Đấy, đây sẽ là T1 bình cộng với 2 là T2 bình. Thì cái loại này đã mình đã gặp ở bài con lắc lò xo. Không biết các bạn có nhớ không? Đã gặp rồi đấy, và hướng dẫn các bạn cách làm của bài này. Đấy. Thì cái bài hôm nay nó cũng tương tự như thế. Nó chỉ khác cái mơ người ta thay thành chữ gì? Đấy, các bạn có thể đọc đây này. Thay thành cái chữ gì đây? Chữ L đấy. Được chưa? Chung quy là cũng cách làm giống nhau cả. Rồi. Giống bài con lắc lò xo. Câu 8. Cho chu kỳ con lắc đơn 1 này. Con lắc đơn 1 có chu kỳ T1 là bằng 2. Con lắc đơn 2 có chu kỳ T2 nó bằng 3. Bây giờ con lắc 3 thì có chu kỳ T3 là bằng mấy? Đấy, biết L3 nó bằng 4L1 cộng với 2 3L2. Tính được không? Tương tự cái loại con lắc lò xo thôi. Anh làm EC. Tức là cũng dùng phương pháp tỷ lệ nếu mà các bạn gặp cái kiểu bài như này. Nào. Nghiêm túc. Tức là gì nào? Ta sẽ sử dụng đầu tiên là sử dụng cái gì? T nó bằng 2 pi nhân căn gì? L đến G thì các bạn có thể tự suy ra được lần T bằng tỷ lệ gì nào? Tỷ lệ thuần với gì? Căn L đúng không? Vậy thì em có thể tự suy ra là T bình nó tỷ lệ thuần với L. Vậy chỗ nào mà có gì? Có L thì em thay thành T bình, được chưa? Cụ thể là L3 nó bằng 4L1 cộng với 3L2. Thì em sẽ thay chữ L là thành chữ T3 bình, 4T1 bình còn 3T2 bình. Loại này là mình đã từng gặp rồi đấy, chứ không phải là chưa dày đâu. Vậy từ đây em từ thay số ra để tính T3 nhá. T3 nó bằng căn bậc 2 của cái số này. Và tương tự thì các bạn từ làm câu 9. Đó số câu 9 là gì? 6 phải gì? 48. Rồi, câu 10. Ok. Rồi. Cho G 10. Cho chiều dài giấy là bằng 2.
Bây giờ biên độ góc alpha 0 là bằng 8 độ. Bây giờ alpha bằng 4 độ thì tính V. Câu này rất là dễ thôi. Tức là các bạn chỉ cần áp dụng cái công thức tính V là được, đúng không? Các bạn có thể lật lại vở cái phần tổng kết để tìm lại công thức tính V. V bằng cái gì? Hãy đọc lại một lần nữa trong mồm nào. V bằng căn của GL nhân alpha không bình trừ alpha bình. Hãy nhớ công thức này. Đây là một trong những công thức được dùng nhiều nhất trong các loại. Ngoài công thức tính chu kỳ là nhiều nhất rồi, thì cái này cũng được dùng nhiều. Tuy nhiên các bạn cần chú ý này, đừng có tính vội nha. Quá đã. Nếu các bạn cứ lắp ráp số quá ấy, thì nó sẽ bị sai đấy. Lý do ở đây như sau này. Cái alpha với alpha 0 này này, thì người ta sẽ không tính theo đơn vị độ của bạn nha. Đấy. Mà người ta sẽ tính theo đơn vị radian. Đơn vị radian. Chứ người ta không tính theo độ đâu. Bởi vì tính theo độ ấy thì nó quá bé để mà tính. Người ta sẽ đổi để sang radian. Tức là như này. Đầu tiên là cách đổi từ độ sang radian này. Muốn đổi từ độ sang radian nhá, thì bạn đổi như sau. Các bạn lấy 4 độ chia 180 độ xong nhân pi. Thấy chưa? Cách đổi nha. Nó thành pi trên mấy nhỉ? Mấy? 45. Tiếp tục là 8 độ thì cũng vậy. 4 độ à 8 độ mà chia cho nhân pi. Thì sẽ là bằng pi trên 2 pi trên 45 à. Ok. Rồi, bây giờ em thay số vào thì được. Không phải 5. Không phải 544 đúng không? Rồi, đây là câu 10. Thì lưu ý cho các bạn nhé, alpha nó phải tính theo radian nha. Câu 10 chiều dài là 1. Tại vị trí dây téo thẳng đứng thì cấp vận tốc V0. Rồi, tại t bằng 5/6 giây thì dây téo hợp với phương thẳng đứng một góc là 3 độ. Bây giờ tìm V0. Rồi, 11. G thì bằng 10, L thì bằng 2, à 1. Tại vị trí dây theo thẳng đứng thì cấp cho vật một vận tốc V0. Ok, nào bây giờ hỏi này. Tại vị trí dây theo thẳng đứng tức là vị trí gì? Vị trí cân bằng, đúng không? Vị trí cân bằng. Đấy. Vị trí cân bằng, nó thì dao động quanh biên này này. Thì cái vị trí ở giữa là vị trí cân bằng. Mà tại vị trí cân bằng mà lại còn cấp vận tốc V0 nữa. Thì cái V này chỉ là V gì? V gì? V max ấy, đúng không? Vị trí cân bằng thì tốc độ lớn nhất mà, đúng không? Ta học cái buổi đầu thôi, đúng không? V0 chỉ là V lớn nhất. Vị trí cân bằng chỉ là vị trí lớn nhất. Thì V0 là V max ấy. Mà V0 bằng gì các bạn? Giờ lại công thức nào? V0 bằng công thức gì? Đọc ra nào. Hãy đọc ra bằng ngoài mồm đi. Alpha 0 nhân căn GL, được chưa? Bí quyết duy nhất là đọc ra ngoài mồm. Các bạn sẽ đọc nhiều lần sẽ nhớ. Mà phải đọc được đến một cái tốc độ nhất định, tức là phải nhanh. Alpha 0 căn GL, được chưa? Tức là không vấp. Các bạn phải nghĩ trong đầu thì chưa thuộc. Giống như bây giờ dạy nhiều quá này, mỗi lần dạy cho học sinh là cứ ngồi đọc như thế. Anh quen. Nó chả cần phải nhớ nó từ vào đâu mà. V0 bằng alpha 0 căn GL. Vậy để tính được V0, thứ nhất em sẽ cần tính G. G thì có rồi, không cần phải tính L nữa, có rồi.
cái quan trọng nhất em cần phải tính đó là tăng alpha không, tìm alpha không. Thế có thêm cái dữ kiện gì để tính alpha không nào, ta có thể xem xét. Tài tế bằng 5/6 giây thì cái dây treo hợp với phương thẳng đứng bằng 3 độ. Tài 5/6 giây thì cái ly hồ góc ấy, nó bằng 3 độ. Tài 5/6 giây thì cái ly đồ góc là bằng 3 độ. Và yêu cầu là em phải tìm alpha không dựa theo cái dữ kiện trên kia. Rồi, thế bây giờ làm thế nào để mình có thể tìm được cái biên độ góc? Thực ra các bạn có thể áp dụng những cái kiến thức của dao động điều hòa ở buổi trước để tìm. Rồi. Ok, thì ở đây này các bạn để ý này. Do cái thằng alpha ấy, thì cũng là một cái đại lượng dao động điều hòa bình thường thôi, đúng không? Hôm trước ta vẽ vòng tròn lượng dáng ấy, thì đấy là cái chữ gì? Chữ x đúng không? Thì hôm nay cũng là lý đồ thôi, alpha thì cũng là lý đồ cả. Thì thay vì chữ x thì các bạn có thể ký hiệu đây là cái chữ alpha. Và đây sẽ là cái alpha 0. Và đây là trừ alpha 0. Rồi, ở đây alpha bằng 3 độ thì các bạn có thể ký hiệu bất kỳ vào 3 độ, nó có thể nằm ở đâu đó trên này. Đấy. 3 độ. Rồi, thế bây giờ muốn tìm được cái alpha 0 thì ta phải làm gì? Hãy biểu diễn nó nào. Hãy biểu diễn trên vòng tròn lửa giáo nha. Cái 3 độ này thì có thể là vector nằm ở trên hoặc ở dưới đúng không? Ở dưới hay trên thì cũng tùy. Và chúng ta cũng chưa biết, đúng không? Thì giả sử thôi. Nào, tại vị trí 3 độ này này, giả sử nó nằm ở phía trên đi, đúng không? Ở phía dưới cũng được. Ở đây là thời điểm t bằng 5/6. Đúng không? 5/6. Rồi, 5/6. Thì 5/6 này này, đấy là thời điểm ở ở tương lai đúng không? Thì vậy thì có thể thời điểm ban đầu nó đang ở đâu ấy nhỉ? À, t bằng 0 thì nó đang ở đâu? Xem nào. Tại vì dây treo thẳng đứng. Rồi, có thể hiểu ở đây là t bằng 0 thì có lẽ là nó sẽ nằm ở vị trí cân bằng à? Tính chu kỳ đó nhá. Nào, tính hồ cái chu kỳ cái. T nó bằng gì? 1/10 nào. Đúng không? L bằng 1 và G bằng 10. 2, ok, 2. Vậy thì cái 5/6 này này, nó bằng bao nhiêu chu kỳ? Đổi sang. Rồi, 5/6 mà chia cho 2, đúng không? Đổi cách đổi 5/6 chia 2 là 5/12 chu kỳ đúng không? 5/12 chu kỳ thì bao nhiêu độ? Đổi sang luôn. Rồi, 150 đúng không? Rồi, 150. Đấy. Tức là trong 5/6 giây nó di chuyển được là 150 độ. Được chưa? Mà tại vị trí t bằng 0, được chưa? Tại vị trí t bằng 0 và được cung cấp vận tốc V0.
tức là nó đang ở vị trí cân bằng đấy. Đúng không? Nó đang ở vị trí cân bằng. Nếu mà vị trí cân bằng còn ở đây, đúng chưa? Thì di chuyển sang đấy có đúng 150 độ không? Nào, còn tập trung nha. Tại vị trí ban đầu t bằng 0 đúng không? Và được cung cấp vận tốc v0. Và nó bắt đầu di chuyển là di chuyển từ vị trí cân bằng. Đấy, di chuyển từ vị trí cân bằng này. Vậy thì nó di chuyển sang đấy có đúng 150 độ không các bạn? À, như vậy ta giả sử ở đây là gì? Bị sai rồi. Thì các bạn hãy vứt nó lên trên đi. Đấy, vứt nó lên trên. Đây. Đây chỉ nó tới bằng 5/6. Đấy. Vậy thì cái góc này đúng, nó chuẩn là 150 độ các bạn này. 150 độ nha. Rồi, ok. Đúng chưa? Thì góc nó vừa đẹp là 150, còn thì góc 150 là góc tu đúng không? Thì nó vừa đẹp rồi. Và thì cái góc alpha này này. Cái góc này này. Cái góc này này, mấy độ nhỉ? Góc này này 90 độ đúng không? Góc này 90 độ thì góc trên này là mấy? 60 đúng không? 60. Vậy thì cái vị trí 3 độ này này. Là hợp với trục khoanh 60 thì ta có tính được cái alpha 0 không? Đấy. Thì là alpha 0 đúng không? Tính alpha 0 kiểu gì? Alpha 0 này. Đây là alpha 0 nha, cái cạnh này là alpha 0 này. 3 nhân với cột 60. Đây là 3 chia cột 60. 3 đồ đây này. 3 chia alpha 0 nó bằng cột 60 đúng không? Đấy thì alpha 0 chỉ là 3 tên cột 60 thì mới đúng, đúng không? Alpha 0 chỉ là 3 tên cho cột 60. Thì chính là bằng gì? 6 đồ. Đấy, 6 đồ. Thì xong rồi đấy nhá. Vậy thì ở đây 6 đồ này thì các bạn hãy đổi sáng nha. Đổi sáng radian một tí nào. Đổi 6 đồ đây này. Sáng radian sẽ là 6 trên cho 180 nhân với pi. Đấy sẽ là pi trên 30. Em mới thay vào nhá. Vậy v0 chỉ là bằng alpha 0 căn cơ L. Thay vào là được. Các bạn có hiểu được không? Nằm ở trên thì không thể được. Bây giờ em thử vẽ mà xem nha. Nằm ở trên này thì góc quẹt này có đủ 150 được không? Giả sử các bạn này, một số bạn thắc mắc thì cái vector đây là đang ở vị trí cân bằng đúng không? Vị trí cân bằng thì có hai vị trí trên hoặc dưới. Thì ở đây tại sao ta lại chọn dưới mà không chọn trên? Thì các bạn để ý này, nếu mà ở trên các bạn quẹt như thế này có đủ 150 không? Mà quẹt ở dưới này thì cũng chả đủ 150 luôn. Đó, quẹt ở dưới này cũng chả đủ 150. Góc này không đủ được. Hơn 58 đâu. Như vậy rõ ràng là cái góc nằm ở trên nó không thể xảy ra được. Hiểu chưa? Ở trên mà các bạn quẹt thì kiểu gì nó cũng lớn hơn 150. Mà trong đó thì 5/6 giấy là quẹt 150 đồ thì nó phải nằm ở dưới. Nằm ở dưới thì các bạn thấy này, nằm ở dưới thì nó quẹt lên đây là đúng, vừa đủ là góc tu luôn. Đấy. Nằm ở trên không thể nào là góc 150. Ai cần giảng lại gì không? Nói chung cho đến khi giữ kiện thời gian là phải nhớ đến cái vòng đo lường giác nhá. Đấy. Giữ kiện thời gian cho alpha 3 độ này. Ở đây ta không biết là 3 độ nằm trên hay dưới thì ta vẽ bừa thôi. Thật ra trong lúc đăng bài thì mình cũng chả biết được trên hay dưới đâu. Cái này mình tự vẽ bừa thôi nha. Ví dụ như nãy chả biết trên hay dưới đúng không? Trong quá trình làm nha các bạn cũng chả biết trên hay dưới. Dưới hoặc trên cũng chả biết. Thôi thì vẽ bừa ở dưới. Thì vẽ sau khi vẽ bừa ở dưới thì các bạn mới thấy là sau khi mình tính chu kỳ này, tính chu kỳ xong này thì 5/6 giấy là quẹt 150 đồ này. Đấy. Tại t bằng 0 nó đang ở vị trí cân bằng này. Đấy, vị trí cân bằng thì có thể ở dưới hoặc trên thôi. Cái này mình cũng vẽ bừa thôi. Thực ra cũng chả biết. Trong lúc mình làm thì cũng chả biết được là đúng hay sai đâu, vẽ bừa thôi. Đấy thì các bạn thấy nếu mà nằm ở dưới thì quẹt sang đấy thì sai thôi. 150 cũng đúng thôi. Chắc chắn nó phải nằm trên. Được chưa? Đấy. Mà kể cả các bạn vẽ bừa mà nằm trên này,
quét 150 không đúng được, sửa lại đúng không? Đấy, một cái bài thực chiến đấy đúng không? Tức là chả biết vẽ trên hay dưới. Đó, cũng là một bài khá là hay. Rồi, ok chưa? Có thắc mắc gì không? Hiểu cả chưa? Rồi, ok nhá. Chưa thì có thể đặt câu hỏi. Tài nữ có gia tốc trong trường G, một con lắc đơn dao động biến độ góc alpha nhỏ. Lấy mốc thể năng khi con lắc chuyển động chậm dần theo chiều dương đến vị trí đồng nắng bằng thể năng khi đi độ góc là bằng bao nhiêu? Ok, có thể tóm tắt lại đề bài ngắn gọn như này. Đó là khi đồng nắng bằng thể năng thì lý độ góc nó bằng bao nhiêu của alpha không? Các bạn có thấy quen không? Cái loài này có thấy quen không? Đồng nắng trong con lắc lao xó, các bạn đã gặp loài bài này chưa? Đó là nhiều lần rồi, cụ thể là luyện tập 3 buổi thì đều sử dụng cái công thức này. Cái đồng nắng bằng thể nắng ấy, con lắc lao xó nha. Các bạn có nhớ cái gì không nhỉ? Đồng nắng bằng thể nắng thì cái vị trí gặp nhau của chúng là gì nhỉ? Nhớ không? Đọc xem không? Cộng trừ gì? A căn 2 trên 2. Cái T trên 4 ấy, đó là cái thời gian để chúng có đồng nắng bằng thể nắng liên tiếp. Có thể giờ lại cái phần chú ý của kiến thức chú ý của buổi hôm trước. Đồng nắng bằng thể năng thì vị trí gặp của chúng chính là cộng trừ A căn 2 trên 2. Còn chứng minh như thế nào thì các bạn giữ lại cái vực. Được chưa? Đấy, tại sao nó thế thì mình giữ lại vực. Còn cái này là mình phải nhớ thôi. Cái này là bắt buộc phải nhớ. Nha. Thì còn cái này ấy, thì cũng tương tự như vậy. Được chưa? Nếu các bạn chứng minh thì nó cũng ra như thế. Căn 2 trên 2. Bây giờ ta chứng minh lại này. Đấy nhá. Tại sao nó là kiểu kết quả này các bạn nhá? Tại sao nó là kiểu kết quả này? Ta làm như sau. Có nhiều bước một là gì không? Đồng nắng cộng thể nắng thì bằng gì? Cơ năng. Mà đồng nắng bằng thể năng. Đồng nắng bằng thể năng thì hãy chuyển hết về gì? Chuyển hết về thể năng nha. Tức là cái này chỉ là hai lần thể năng ấy. Và thể năng thì bằng gì? Gửi lại công thức nào. 1 phần 2 đọc ra ngoài mồm nào. 1 phần 2 gì? Thể năng bằng 1 phần 2 MGL. Gì nữa? Alpha bình. Bên này là 1 phần 2 gì? MGL alpha gì? Alpha không bình. Thì các bạn gạch cái gì nhỉ? Gạch cái 1 phần 2 MGL đi vì chúng giống nhau đấy. Thì như vậy có phải là 2 lần alpha bình, 2 lần alpha bình nó bằng alpha không bình không? Thì có phải alpha bằng cộng trừ A căn 2 trên 2 không? Đấy là điều phải chứng minh. Giống nhau gì? Kết quả của con lắc đơn và kết quả của con lắc lò xo y xì nhau. Các bạn có thể tóm tắt lại cái đề câu 12 nào. Con lắc đơn thì có g bằng 10, chiều dài thì bằng 100. Bỏ qua lực cản g bằng 10 này, L bằng 100 tức là bằng 1 mét đấy. Kéo vật khỏi phương thẳng đứng 6 độ rồi buông nhẹ. Chọn góc thời gian khi buông vật, chiều dương là chiều chuyển động ngay khi buông. Phương trình dao động của lý độ cong là gì? Phải phân tích cái đề một tí này. Kéo vật kéo 6 độ rồi buông nhẹ. Các bạn có nhớ cái câu này quen quen không? Kéo đến chỗ nào thì chỗ đó là gì? Biên, được chưa? Thì ta có thể hiểu cái này là alpha gì? Alpha không đây các bạn này. Nó giống như con lắc lò xo thôi. Kéo 6cm rồi buông nhẹ
thì biên độ là 6. Thì cái này kéo 6 độ bung nhẹ thì biên độ là 6 độ. Chiều dương là chiều buông vật. Ok. Vậy thì phương trình đi độ cong là gì? Tìm cái x. Thì cũng giống như cái con lăng xó thôi. Các bạn cần phải xác định là mình cần tính cái gì đã. Thứ nhất, S thì bằng S0, cột của omega t cộng phi. Thì để mà làm được ấy, thứ nhất là các bạn sẽ phải tìm ra gì? S0 này, omega này và phi. Ba đại lượng. Đại lượng nào dễ nhất thì các bạn có thể tìm. Thứ nhất là gì? Omega, đúng không? Omega sẽ là thằng gì nhất? Nó bằng gì vậy? Căn G chia L. G thì bằng 10 mà chia L thì bằng 1, kết quả là bằng pi. Căn 10 thì bằng pi. Như vậy xong một thằng. Thế bây giờ ta sẽ tìm cái gì nữa? S0. Rồi, S0. S0 bằng gì? Giờ lại công thức nào. Có một cái công thức ở không phải là công thức đáng chú ý. Nhưng mà ở cái mục gì? À, alpha 0 nhân L, đúng rồi. Có một cái mục số 2 đấy, à 3 đấy. À số 2 đấy. Có ghi cho các bạn đấy. Quan hệ giữa S và alpha. Đó là cả bạn chỉ cần lấy alpha nhân với L thế là được. Thì cụ thể ở đấy thì các bạn sẽ lấy này. Alpha là phải đổi sang đồ ấy nhá. À quên nhầm, radian ấy nhá. Tức là 6 đồ thì các bạn phải đổi sang là radian. Nhân với L. L ở đấy sẽ bằng 1 mét rồi. Thì kết quả ở đấy sẽ là bằng bao nhiêu nhỉ? Pi đến 30. Ok. Đơn vị là mét nhá. Xong S0, xong omega. Đấy, pi đến 30. Như vậy đáp án của chúng ta chỉ có thể là A hoặc là B, đúng không? A hoặc B. Thế bây giờ chúng ta sẽ xem thử là A hay B. Ở đây có một cái sự kiện gì để chúng ta tìm phi nào? Thì đó là chúng ta kéo 6 độ, đúng không? Kéo 6 độ. Và chiều dương người ta chọn ấy, đó là chiều mà nó chuyển động ngay lập tức. Đấy, chiều dương là chiều như này. Kéo 6 độ để thả nhẹ thì nó sẽ chuyển động đúng theo cái chiều dương. Được chưa? Tức là nó đang ở biên gì cả bạn? Đây là vị trí cân bằng này. Ở thì biên ấm như còn gì nữa? Biên ấm này. Mà khi nó ở biên ấm thì nó là gì? Khi phá là gì? Sao lại không? Này, đây là biên dương, đây biên âm, nó đang ở biên âm, thì cái góc của chúng ta là góc gì? Là pi đây này, cái phái nó chính là vector này này, với là vector này này, đúng không? Phái ban đầu sẽ phải hợp với vector với là trục ox mà, pi là bằng pi. Vậy thì đáp án cân tròn này, s thì bằng pi trên 30 nhân cos của pi t. Cộng với pi. Các bạn hiểu cái cách này tính phí chưa? Nhưng mà lại một lần nữa cách tính phí các bạn này. Thứ nhất này, là cái thằng này đang kéo 6 độ rồi thả nhẹ thì cái chỗ này là biên. Đúng chưa? Thứ hai nữa, chiều dương người ta chọn ấy, đó là chiều mà 6 cái thả ấy, thằng này bắt đầu chuyển động luôn, theo chiều dương luôn. Khi các bạn thả như này thì rõ ràng con lắc đớn nó theo chiều này, chiều dương luôn đúng không? Thì chứng tỏ là nó đang ở biên âm. Thấy chưa? Đấy, nó đang ở biên âm. Vẽ hình như này các bạn có thể thấy chứ. Kéo như này. Còn nếu mà nó kéo theo hướng như này chẳng hạn. Giả sử như người ta kéo theo hướng như này chẳng hạn. Thì sau đó vật sẽ chuyển động như nào? Ngược chiều dương. Ngược đúng không? Ngược. Các bạn thả ra thì kiểu gì nó cũng chuyển động ngược. Như vậy thì rõ ràng là nó phải ở biên âm thì nó mới hợp lý đúng không? Đấy.
Ok, thì đó là cái phần giải lý đồ này. Xong. Bài này không cần phải tính S0. Bài này là hỏi alpha thôi. Để tính được alpha, các bạn cần tính alpha 0 omega t cộng phi. Tính 3 đại đường: alpha 0, omega t và phi. Bạn nào có đáp án chưa? Nhật Hưng B dùng A. Rồi, bạn B, bạn A. Thứ nhất, alpha 0 nào. Chưa này, alpha 0 bằng mấy? 3 đồ, chính xác. Khỏi phải tìm luôn. Các bạn không cần phải tìm S0 như bài bên này nhá. Bởi vì cái bài này bên này này, người ta hỏi là hỏi S. Chứ còn bài bên này thì người ta hỏi là alpha. Thì có sẵn alpha rồi thì các bạn cần chỉ phải tìm S nữa, đúng không? Rồi, thì coi như là xong cái alpha 0 này này, xong nha. Đổi nha. 30 trên 180 nhân pi. Thì là pi trên cho 60 đúng không? Xong một thằng radian. Rồi, xong nha. Omega thì các bạn tính là căn của g trên l thì bằng mấy nhỉ? Pi căn 2 đúng không? Lấy đáp án không? Tiếp. Quan trọng nhất là cái phá ban đầu thì nhiều bạn là chọn sai. Cộng pi trên 2 hay trừ pi trên 2 thì các bạn nhìn này. Thứ nhất, người ta kéo ra 3 độ. Người ta kéo ra 3 độ. Rồi sau đó cái vật của nó thả ra nha, thả ra thì cái vật của nó sẽ chuyển động theo chiều gì? Tròn gốc thời gian đi qua vị trí cân bằng, chiều dương là chiều chuyển động của vật. Đấy, tức là gì? Ví dụ cả bạn đang kéo ra 3 đồ này thì chiều dương của nó chắc chắn là phải chiều này đúng không? Thì khi đó các bạn thả ra ấy, thì nó mới theo chiều dương được, đúng không? Kéo ra cái nó thả thì có phải theo chiều dương không? Thì chắc chắn là nó sẽ đi theo chiều như này. Tuy nhiên cái pha ban đầu ấy, người ta lại không chọn ở vị trí này mà người ta chọn là gốc thời gian ở đâu nhỉ? Vị trí cân bằng đúng không? Đấy, vị trí cân bằng thì rõ ràng nó sẽ đi đến đây này. Đấy chính là thời điểm t bằng 0. Người ta chọn cái thời gian ban đầu là ở đây. Và phá ban đầu chính là thời điểm t bằng 0. Và nó đang đi qua cái vị trí cân bằng và theo chiều gì nào? Nào, phá ban đầu nào. Vật đang vị trí cân bằng và theo chiều dương. Đúng chưa? Thế nếu mà em vẽ cái vòng tròn đường giảm ra này, tưởng tượng nha. Thì đấy là A này. Đấy là âm A này đúng không? Thì nó đang ở vị trí cân bằng theo chiều dương thì vector phải nằm ở gì? Ở dưới đúng không? Ở dưới. Thì cái góc này này là góc pi trên 2. Tuy nhiên là góc gì? Âm hay dương? Âm đúng không? Góc nằm ở dưới thì góc âm. Vậy đấy là âm pi trên 2. Vậy đó các tròn phải là đẳng pi nha. Hiểu chưa? Đấy, t bằng 0 là ở vị trí cân bằng thì phải chú ý. Còn cái phần bài tập từ luyện 02 thì các bạn chịu khó về làm hết 30 câu này nha, dưới hình thức